Xin chào. Nước Nga có tên gọi chính thức là Liên bang Nga, với dân số 145,9 triệu người. Dân số thì khá là bình thường, còn diện tích thì đơn giản là lớn nhất thế giới với hơn 17 triệu km². Nếu bạn đang nuôi dâu và cảm thấy bộ dâu rất dài là nam tính thì khi sống ở đất nước này, khả năng cao là bạn sẽ bị đánh thuế. Nga có cả lãnh thổ ở châu Á và châu Âu. Từ Tây Bắc đến Đông Nam, Nga giáp tới 14 nước. Đất nước này cũng giáp với cả Mỹ qua eo biển Bering. Xét về kinh tế, theo Quỹ tiền tệ quốc tế, năm 2020, thu nhập bình quân đầu người theo sức mua tương đương là 27.394 USD. Nền kinh tế nước Nga đang trên đà phát triển, khi GDP theo sức mua tương đương năm 2020 là 4.021 nghìn tỷ, đứng thứ 6 trên thế giới, chỉ sau các cường quốc là Mỹ, Trung, Ấn, Nhật và Đức. Điều này chẳng có gì lạ khi mà nước Nga có trữ lượng khoáng sản hàng đầu thế giới. Theo thống kê, nguồn tài nguyên thiên nhiên của Nga trị giá vô cùng lớn, ước tính đạt 75.000 tỷ USD, trong khi đó Mỹ chỉ có 45.000 và Trung Quốc là 23.000. Chưa kể Nga cũng là một trong những nước thu về lợi nhuận khổng lồ từ mặt hàng vũ khí. Người ta càng chiến tranh thì Nga lại càng được hưởng lợi. Mà kể cả chiến tranh có không xảy ra thì nhu cầu chung đó là nước nào cũng phải trang bị và nâng cấp vũ khí. Và Nga hiện tại đang đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu vũ khí. Năm 2019, đất nước này thu về 15,2 tỷ USD nhờ vào việc buôn bán vũ khí cho hơn 50 quốc gia. Ngoài ra thì khi đến Nga, bạn sẽ thấy vô cùng phức tạp khi hỏi giờ, vì ở đây có tận 11 múi giờ. Nói đến Nga, nhiều người sẽ thắc mắc họ nằm ở cả châu Á và châu Âu, thế thì họ thuộc châu nào? Thì câu trả lời là thủ đô Moscow nằm ở châu Âu. Những thành phố lớn và đa phần dân số nước này đều tập trung ở châu Âu. Hơn hết là văn hóa lâu đời của họ lại ít chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa của châu Á, do đó mà Nga là một nước thuộc về châu Âu. Mặc dù đút túi rất nhiều tiền nhờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, nhưng người Nga vẫn luôn xót xa khi nhớ đến một thương vụ bán đất của ông cha. Đó là phi vụ bán Alaska, một vùng đất có diện tích chỉ 1,7 triệu km², với khí hậu vô cùng khắc nghiệt và có rất ít người dân sinh sống, với cái giá chỉ 7 triệu đô năm 67. Tưởng giá như vậy là hợp lý, ai ngờ 150 năm sau, vùng đất này lại trở thành món hời khổng lồ với người Mỹ, bởi nó tạo ra một nguồn lợi cực lớn từ hải sản. Cụ thể, lượng cá hồi cho toàn nước Mỹ đa phần cũng được lấy từ vùng này. Không những thế, dưới các lớp băng chính là những mỏ kẽm, đồng và thậm chí là dầu mỏ. Người ta ước tính có tới 4,5 tỷ thùng dầu mỏ vẫn chưa được khai thác ở Alaska. Tiếc chưa? Mặc dù chẳng còn gì xa lạ với nước Nga, nhưng có một số luật mà vừa nghe xong bạn sẽ phải sờ lên mặt mình. Đó là đánh thuế với những người để dâu dài. Bộ luật này quy định độ dài của dâu sẽ quyết định tiền thuế mà bạn phải đóng. Hay nếu bạn tiếc chút tiền rửa xe và để vợ hai của mình dính nhiều bụi bẩn, thì đồng nghĩa với việc bạn đã vi phạm pháp luật và bị phạt tiền, vì người Nga tin rằng xe ô tô bẩn sẽ ảnh hưởng tới môi trường. Cái tên gấu Nga có lẽ đã quá quen thuộc với chúng ta, nhưng chưa chắc các bạn đã biết gấu được xem là công dân ở Nga. Và nếu thấy chúng đi lại trên đường thì tốt hơn hết là bạn không nên chọc điên hoặc làm chúng bị tổn thương, vì như thế là trêu chọc người khác. Thế còn tại sao lại gọi Nga là Nga ngố? Thì có lẽ bởi họ làm và nghĩ rất nhiều điều mà các cụ nhà ta ngày xưa sang đó cho là ngố. Ví dụ như xem bia là nước lọc, lái xe tăng đi chơi như xe hơi, xem gấu như con thỏ, lái máy bay mà mở kính, tắm nắng lúc âm 5, âm 10 độ C, xem cao sao vàng là thần dược, dùng vodka để chữa bệnh và chống tia phóng xạ. Nhắc đến Nga, không thể không kể đến Tổng thống Putin. Cuối thập niên 90, khi mà nước Nga đang lâm vào khủng hoảng toàn diện từ chính trị cho đến kinh tế, Putin lên nắm quyền thì nước Nga đang thoi thóp đã vực dậy trở thành cường quốc. Người dân Nga biết ơn, thậm chí là cuồng tổng thống của mình. Gia đình Putin thì vốn không có cái ô nào, và ông đã từng bước đi lên từ con số 0 cho đến vị trí tổng thống. Ông cũng là mẫu người đàn ông văn võ song toàn. Ngoài khả năng chính trị, tổng thống Putin còn có đai đen các môn võ judo, bát đẳng karate và kiểu đẳng taekwondo. Việc lái máy bay hay xe đua F1 với ông cũng không khó hơn uống nước là bao nhiêu. Gần đây thì các cử tri Nga đã đồng ý để ông tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống, và chỉ cần một cái gật đầu nhẹ, ông có thể tiếp tục ứng cử rồi lại ngồi cái ghế ấy đến năm 2036, tức là khi tổng thống Putin đã 84 tuổi. Người ta nói
Putin không chạy theo chức tổng thống, mà chức tổng thống tự sửa đổi để phù hợp với Putin. Người Nga nhìn chung cũng rất hiền lành, thật thà và dễ tin người. Các cụ Việt Nam sang đó học tập, biết chuyện trên trời dưới biển, kể gì họ cũng tin sách cổ. Bởi vậy mà các cụ nhà ta từ xưa đã gọi người Nga là Nga ngố. Các bạn thấy sao về đất nước Nga? Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.